Thì Loan lên cúng cơm chay cho cậu trước khi đi lưu diễn ở Úc ha cô chú anh chị. Nguồn mâm cơm hoành tráng luôn. Chị, nãy giờ chị thấy sao, mệt không? Không hả? Nãy đảo lại rồi. Bởi giờ chị không lên, trời ơi, trên đây buồn quá chừng luôn chị. Chị thấy hôm nay lên, lần nào chị lên cũng vui không? Mấy anh em đó, anh chị đây là vui rồi. Đó, thì đó, không có chị thì anh em trên đây buồn lắm. Không có. Cũng có nhiều cô chú cậu mở hai nữa chị Loan đi Úc hả cậu? Cậu phù hộ cho chị Loan đi Úc lưu diễn được suôn sẻ. Đắt xô. Chú nói nhẹ đi cầm đi. Ở bên đó là chưa là chú là nhất bên đó luôn á. Bây giờ thằng Loan là nghì của chú. Nói ba nhất con nghì được rồi. Mà em nghĩ là bà con bên đó chắc mến, chú mến chị. Có em nghe nói có chị Ba Điền Lý, chị mua vé sẵn hả chị? Chị mua vé sẵn đợi chị qua hát là chị coi á. Mua gọi chơi rồi. Chị Ba Điền Lý Úc á. Chị nói chị đã có đặt vé sẵn rồi, chừng nào chị bay qua tới bển chị hát á là chị vô chị coi liền. Cảm ơn cô chú anh chị. Mà em nghĩ là sau cái chuyến đi Úc thành công này là sẽ còn nhiều nha. Bà con bên Mỹ cũng nhiều lắm. Bây giờ chú cũng đi rất là nhiều phải không chị? Đi nhiều nước lắm. Bà con giờ bên Úc đang đợi chị không đoan, chị bay qua bên đó là hát cái là bà con người ta vào xem liền. Chị mệt hả? Thôi lại ghế ngồi mình chị em nói chuyện chơi. Lại ghế nè chị đó. Lại ghế. Vô mát đó, đó là. Buông máy thì chị em nói chuyện đúng không? À. Được. Mát lại đây, mát mẻ nè. Lâu lâu chị lên phải đón tiếp đàng hoàng chứ. Ghế chị ngồi rồi. Đó lại đây mát ghê không? Buông máy đi để em cầm máy được. Đó, thấy không? Lại đây mát ghê không chị? Quá mát. Đúng rồi, chị ngồi ghế cao đi cho dễ quay thấy mặt. Tốt ghê. Lâu lâu chị lên mà. Anh Ngọc đâu lấy nước cho chị Loan uống kìa. Được rồi anh ơi, trời ơi. Trời ơi, anh chị. Cái ghế ngồi chơi đi. Trời ơi, là ngầu nhất. Thắng luôn, tới luôn không ơi. Lâu lâu chị lên phải tiếp đãi đàng hoàng. Không, lại đây cái nó mát hơn đẳng liền không chị? Chị em lo giờ đi tới đâu, ở nhà ca sĩ Nguyễn Quốc Thịnh vậy đó. Trời đất ơi, là gì có em. Nói sao với anh Nguyễn Quốc Thịnh. Chị không biết gì thì qua đây nè chị Hoa. Đó, tối Nguyễn Quốc Thịnh hát trên Tây Ninh đó, đi tới đâu là khán giả buông trong nhạc đó. Thấy không, mát ghê không chị? Cái này gió thổi yêu khuyêu. Mát cái cây của ai vậy trời? Rồi cây của mình cầm nãy giờ, cây của ai? Cái cây của anh Ngọc. Rồi bữa nay chị uống xì tin đi ha chị. Hai uống lọc. Nước lọc được rồi. Và hai ngày nữa mà chị đi ha chị. Sao ngày mai em? Ngày mai chị đi hai ngày nữa. Ủa, ngày mai là một tay đúng không? Ờ. Một tay gì mốt. Rồi đi là hai ngày nữa. Anh à, nãy giờ anh cứ tưởng bữa nay là một tay không. Hai ngày nữa chị đi bển rồi, hai tuần sau chị mới về. Rồi bắt đầu chị lên đây chị thăm cậu là gặp anh em mình tiếp tục. Rồi à, chị đi vậy sao anh Hải anh chị nói. Ủa chị mấy giờ chị cắt cánh vậy? Đâu biết mấy giờ cắt cánh đâu. Trong vé nó có đợi mà. Hả? Trong vé máy bay có đợi mà. Có coi rồi mà không biết nhiều khi ra sân bay tiễn chị trời ơi thôi mọi người mới không khóc rồi. Còn chị đi chị về chứ phải đi luôn bà con. Lần đầu tiên chị đi đi ra tiễn chứ để có người nấu này nấu kia ngay nhức đầu chết.
hôm qua có chị ở bên Úc á, gọi em nói là chị có mua vé sẵn, đặt sẵn vé rồi, là chị qua bển chị hát là chị vào chị xem. Dạ. Chị Điền Lý ở Úc. Dạ, em cũng đáng cố gắng tập dữ lắm rồi. Để bình tĩnh dữ lắm. Dạ. Có cái bài của nhạc sĩ Nguyễn Minh Anh đúng không? Hả? Có 15 phút thôi. 15 phút hả? Bài từ với Long Ga là từ nhà chị Điền Lý xuống tới em Ga có 15 phút. Mà chị đặt vé sẵn rồi. Em nghe nói là bển đi là đi đâu mà là phải đi đường bay không à. Ờ, cái cực cho nó trời. Ủa, cái bay hả? Ừ, đi đường bay nó nhanh hơn chứ từ chỗ bang này qua chỗ bang kia nó lâu lắm. Nhớ không? Không phải như mình nữa, bà bật chợ bà chịu qua cái tên liền. Mà hình như là mình đây mình đi qua Úc là mình phải ghé cảnh đó, Singapore hết không à. Quá cảnh đó. Chị để đi về đi biết kể chuyến này à chị đi về nhận dù về kể đi em đi về em tặng chị cái dù chị nhớ tặng em nha. Chị chuyến này mình bình tĩnh nha chị, mình hát cho nó suôn sẻ. Cái gì bình tĩnh ghê vậy, cố gắng bình tĩnh lên mình hát á, mình viễn á. Ủa vậy chuẩn bị về bật gì nữa vậy? Ủa chị ở đây chơi chứ về sớm chị. Chút thôi, chút thôi. Mọi người chuẩn bị ngay. Mấy anh em ở đây là sẵn có quà của chị Hồng Loan. Chị Hồng Loan mà action cái là mình giới thiệu kênh từng người nha. Đây. Đã chưa? 2 3. Ông bà cô chú bên chị kênh của chị Hồng Loan qua bên Bùi Hải Vlog nha. Ủa lại quay lại không có nghe. Nãy giờ mình đợi câu hỏi đó có nghe được. Nãy giờ cái đó không sao lắm mình nhấn chưa? Nhấn chưa? Không xa lắm chị ơi. Xa lắm không nghe đâu, khỏi 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 đi. Nó nghe lòng lộn luôn á chị. Chuyện mà. Dạ. Trời ơi. Còn mic của anh Ngọc thu xa lắm. Dạ, thu xa lắm. Cảm ơn anh Ngọc nha. Ngọc anh dài vô hả vậy Ngọc? Kỳ vậy. À, bên chị Hồng Loan, bà con bên chị Hồng Loan có thương Hải My 14 qua bên không, Hải My 14 ủng hộ nha. Thôi sao không thấy bật chữ luôn trời. Chữ đâu? Giới thiệu kênh quá rồi sao vậy? Mọi người cứ vững tâm ở yên chỗ giùm con. Trời ơi. Mình ở yên trong cái nhà của con giùm nha cô chú anh chị. Trời ơi. Không ở nhà cái con cũng buồn lắm cô chú anh chị ơi. Mọi người đi tham quan các kênh đi cô chú ơi. Chị Hồng Đào Phan Thị. Đó, chị Hồng Đào qua kênh Hải My 14 ủng hộ nha chị. Ờ chị Hồng Đào ha. Chị mình ghê lắm. Dạ 15 mét mình vô chào chị Hồng Đào. Dạ chị cái Diễm Nguyễn nha, chị mình qua lắm chào cái Diễm Nguyễn. Trời ơi chết. Đại gia đình thân yêu. Hello. Hải My 14 chào đại gia đình thân yêu nha. Thiện Tiên xin chào cả nhà. Dạ, Bùi Hải Vlog cũng xin kết thúc video tại đây. Cô chú anh chị ơi, xin hẹn cô chú anh chị lại video tiếp theo của Bùi Hải Vlog ạ.